Thưa quý vị, sáng nay Thành phố Hồ Chí Minh đã khai trương chuyến xe kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của lãnh tụ Fidel Castro tới Việt Nam. Những chuyến xe buýt nổi bật với hình ảnh lãnh tụ Fidel Castro phất cao lá cờ của Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam trên đồi 241 tỉnh Quảng Trị. Hình ảnh có ý nghĩa hết sức sâu sắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho quân và dân Quảng Trị cùng cả nước trong cuộc đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Hơn nửa thế kỷ qua, hai dân tộc Việt Nam Cuba đã luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do và ngày nay luôn sát cánh bên nhau, vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên toàn thế giới. Sự kiện lần này sẽ giúp cho du khách trong và ngoài nước khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh sẽ biết thêm về mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đặt nền móng, dày công xây dựng và phát triển và trở thành mối quan hệ mẫu mực mang tính biểu tượng của thời đại.